Tôi hỏi em, tôi là ba của con gái tôi hay là cái thằng ngoài kia? Tôi nghe được âm mưu của hai người đưa con gái tôi ra nước ngoài điều trị, cái cớ là như vậy, nhưng mục đích là muốn chia cắt tình cảm của thằng được gọi là ba này để hai người sớm về bên nhau. Anh Minh, tất cả những gì tôi và anh Thắng đang làm là vì bé Hương, là con gái của anh đó. Cô hỏi ý kiến tôi chưa? Cô hỏi ý kiến tôi chưa? Tôi nói cho cô biết, muốn đưa con gái tôi rời xa khỏi tôi là ba nó, phải có chữ ký của tôi. Không, tôi nói thẳng luôn, muốn đưa con gái rời khỏi tôi phải bước qua xác của tôi. Còn cô và thằng Thắng muốn đi đâu thì cứ đi, tôi không có ngăn cản. Nhưng không được ai đưa con gái của tôi ra rời khỏi tôi. Tôi nói cho cô biết. Anh nói đủ chưa vậy? Con gái của anh đó, tính mạng của nó đang bị nguy kịch. Anh chỉ nói với bản thân mình, anh đã làm gì cứu con gái anh chưa? Tiền bạc thì anh nợ nần, nhà cửa thì bị người ta hăm dọa bán. Anh tưởng là anh đi xét nghiệm như vậy là anh cứu con anh rồi đó hả? Tiền, cô là tiền. Chẳng lẽ tiền quan trọng hơn tình cảm cho con anh hả? Đúng. Đối với tôi bây giờ, tôi có thể làm tất cả những gì tôi có thể để cứu con tôi. Em... Còn anh, nếu nó không làm gì được cho con rồi thì đừng có phá đám tôi nữa. Được rồi, em cần tiền chứ gì, anh sẽ đi kiếm tiền, anh sẽ tự tay cứu lấy con gái của mình. Nhưng anh nói cho em biết, ai mà đưa con gái rời khỏi anh là không xong với anh đâu. Đừng có trách là anh không báo trước, đừng có trách tại sao anh tuyệt tình.